vị, số lượng mặt hàng thuốc được sản xuất và lưu hành trên thị trường ngày càng tăng. Nhiều mặt hàng có dạng bào chế mới, hoạt chất mới, trong khi hệ thống kiểm nghiệm chưa đủ thiết bị và đạt chuẩn. Tính trung bình mỗi năm, hệ thống kiểm nghiệm thuốc trên cả nước đã phát hiện hàng ngàn mẫu thuốc sản xuất trong nước và nhập khẩu không đạt chất lượng. Bên cạnh đó, nhiều vụ việc thuốc giả, thuốc kém chất lượng đã bị phát hiện và thu hồi, khiến người bệnh lo lắng. Đầu năm 2016, ba cơ sở bán thuốc Tân Dược cùng do một chủ trên địa bàn thành phố Hà Nội đã bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ hơn 500.000 đơn vị thuốc các loại được tẩy xóa hàng sử dụng để bán cho bệnh nhân. Trước đó, trong tháng 9 năm 2015, 6 loại thuốc của công ty Sanofi Aventis Việt Nam bị rút đăng ký và tạm dừng lưu hành, đình chỉ 51 loại thuốc Tân Dược chủ yếu là kháng sinh dạng viên nén được sản xuất tại Ấn Độ, Việt Nam, Trung Quốc và Liên bang Nga. Liên tục trong thời gian qua, nhiều loại thuốc kháng sinh nhập khẩu và sản xuất trong nước bị thu hồi do không đạt chất lượng. Các cơ quan quản lý cần phải vào cuộc và phải có cái thanh tra giám sát hơn nữa. Bên cạnh đó thì người dân cũng nên cần phải biết một số cái điểm. Khi chúng ta đi mua thuốc thì ta phải nhìn cái vỉ thuốc đó, hay là cái thuốc nó phải nguyên vẹn và bao bì. Trên thực tế, trong nhiều năm qua, hàng chục nghìn mẫu thuốc đã được kiểm nghiệm trên toàn quốc. Từ năm 2012 đến 2015, trung bình mỗi năm có khoảng 2% mẫu thuốc trong nước và 2% mẫu thuốc nhập khẩu trong số thuốc được kiểm tra không đạt chất lượng. Tỷ lệ phần trăm có vẻ thấp, nhưng cần hiểu rõ, đây chỉ là phần trăm số các sản phẩm được kiểm tra trên các kệ hàng được bày bán công khai tại các cơ sở kinh doanh. Bán công khai nhưng tỷ lệ kém chất lượng vẫn ở mức 2%. Trong khi đó, đa phần thuốc giả, thuốc kém chất lượng được làm rất tinh vi và chẳng ở đâu lại bày bán công khai để rồi bị phát hiện. Thuốc kém chất lượng thì cái hiệu quả điều trị nó sẽ không đảm bảo. Có thể là dẫn đến bệnh trầm trọng hơn bởi vì không điều trị được. Có thể dẫn đến những cái ảnh hưởng về mặt kinh tế. Thuốc là một mặt hàng đặc biệt, vì vậy để phân biệt được thuốc đạt chất lượng, đạt hiệu quả điều trị hay không là điều vô cùng khó khăn với người dân. Và tất nhiên hậu quả sau khi sử dụng thì cũng do người bệnh phải gánh chịu. Cả 6 anh chị em, cô Nguyễn Thị Bảo Trâm đều đang công tác tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Trong 6 người thì đã có đến 5 người đã là thạc sĩ. Khởi nguồn cho niềm đam mê và ước mơ,